Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Hôm nay mình sẽ gọi là tỉa một số cành trong tranh sơn thủy, cành cây. Vẽ các thế cây nhỏ, cây bụi. Cái này là cách vẽ là mình sử dụng đưa nhánh cây sau cùng. Đầu tiên là mình dập lá này, có thể dập lá này xong rồi lên màu, hoặc là dập lá thôi xong đưa cành lên màu sau cũng được. Bao giờ cây cũng có một thân chính, tiếp đến các cành con, một thân này, cành nhỏ này đã phát triển ra. Đây là chỉ là những cây bụi thôi, và bao giờ cây cũng thế, có một số cái cành cành khô nó đưa ra ngoài. Một thân này, những cành con ra này. Đó. Tiếp đến những cành nhỏ, cành nhỏ, cành khô. Đây, chỗ này còn này. Một, hai, ba. Tất cả là vận dụng từ tự nhiên vào hết. Cành to ra những cành nhỏ, cành nhỏ trong cành con trong cành khô. Thì ở khu vực dưới này đây, đây một cụm cây, đây một cụm cây là hai, một cụm này lớn mình chia ra khoảng tầm đây một thân này, hai thân này, một thân nhỏ ra ba này, tiếp đến phát triển thành con. Cái này là cách vẽ cây bụi mà mình hay sử dụng để áp dụng vào tranh. Sau này tùy từng bức mọi người có thể biến tấu đi, cành cây và cành nó có thể dày hơn một chút hoặc là cành mỏng đi. Cành chính ra, xong rồi mình có thể quay lại mình chỉnh sửa chút, dài thêm một số cành lá. Phía sau là cái bố cục cuối cùng.